Bình à, cứ mỗi lần anh thấy trong lòng mình bất an hay gặp chuyện gì đó bực bội, anh đều vô đây nói chuyện với em. Chỉ có nói chuyện với em anh mới thấy lòng mình bình tâm lại. Bao nhiêu con người ngoài kia, không một ai có thể hiểu anh bằng em. Anh biết trong mắt bọn họ, anh chỉ là một con thú hung hăng độc ác. Nhưng chỉ có mình em, chỉ có mình em mới biết anh là một người tốt, phải không Bình? Dạ, con cảm ơn cậu ba. Trong nhà này chỉ có cậu ba là thương con nhất. Ê, nói lại mày. Dạ. Con thương mày hồi nào? Dạ, để con nói lại. Trong nhà này cậu ba là người tốt nhất. Cậu ba là em đây. Bình, em mới gọi anh hả? Là em, thị Bình của cậu ba đây. Kìa, ai cho phép mà vô đây? Muốn chết hả? Cậu ba, cậu không nhận ra em sao? Thị Bình của cậu ba nè. Tôi cấm bà. Em, đúng là em bệnh của anh rồi.
Anh nhớ, anh nhớ em nhiều lắm, em biết không hả? Em cũng nhớ cậu ba nhiều lắm.